Thưa quý vị, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện Cờ Đỏ vừa giám sát tình hình hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao xã, nhà văn hóa ấp đối với Phòng Văn hóa Thông tin huyện và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn. Hiện nay 100% xã thị trấn đều có Trung tâm Văn hóa Thể thao đạt chuẩn theo quy định. 100% ấp có nhà văn hóa, khu thể thao được xây dựng khang trang, sạch đẹp. 3 nhà thi đấu đa năng, 6 sân bóng đá và 4 hồ bơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa thể thao của người dân. Toàn huyện có 85 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, 120 câu lạc bộ thể dục thể thao đảm bảo hoạt động tốt. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên chiếm gần 35% trên tổng số dân của huyện, đạt 102% kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác duy tu sửa chữa các trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa ấp cũng được các đơn vị quan tâm thực hiện. Từ đầu năm đến nay, đã nâng cấp sửa chữa 3 trung tâm văn hóa thể thao và 16 nhà văn hóa ấp với tổng kinh phí trên 4 tỷ 700 triệu đồng. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị một số ý kiến như tình trạng xuống cấp của một số nhà văn hóa ấp, tình hình hoạt động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cần đầu tư bổ sung thêm trang thiết bị cho một số trung tâm và nhà văn hóa của các ấp.